Xin chào anh em đang xem và theo dõi kênh của Nguyễn Trung Audio. Để test cho cái bao Dynaco ST70 này thì Nguyễn Trung hiện tại đang ghép với cái rề Aiko HF85 và đánh cho cái đôi loa JBL 4343. Giờ mời anh em cùng với Nguyễn Trung nghe một bản nhạc test nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong cái video kế tiếp nhé.